Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho mọi người cây mộc hương ta hoa vàng hàng thoát thân cao nhé các bạn nhá. Hàng thoát thân cao, cây cực kỳ đẹp này. Mộc ta hoa vàng. Cây này vanh của nó vanh 11, 12. Ba chạc cực kỳ đẹp này. Trên cây đang rất là nhiều lụ, nhiều hoa. Đây này, các bạn nhìn này, đây là lụ này. Mộc ta thì nó sẽ ra hoa vào tháng nào? Mộc ta thì nó sẽ ra hoa từ tháng 9 âm lịch đến hết tháng 3 âm. Tuy nhiên vào những hôm thời tiết mát, những thời mùa hè mà trời mà có mưa mưa mát ấy, thì mộc nó cũng sẽ bói hoa vào mùa hè nhé. Nhưng mà phải vào những hôm thời tiết mát mẻ thì nó sẽ có hoa. Ví dụ như bây giờ thời tiết là mới là tháng 7 âm lịch. Theo lý thuyết thì tháng 9 âm lịch thì nó mới là ngày rộ hoa. Nhưng mà bây giờ mới là tháng 7 âm lịch, nhưng mà mấy hôm nay thời tiết nó mưa mưa mát mát ấy. Nên là trên cây rất là nhiều hoa, nhiều lụ này. Em quay sát này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là lụ của cây mộc hương nhá. Có trên cây cực kỳ nhiều lụ luôn. Theo lý thuyết là từ tháng 9 âm cho đến tháng 3 âm. Nhưng mà tuy nhiên mà vào mùa hè mà thời tiết mưa mát là cây nó cũng rất là nhiều hoa. Cây này của nhà em là nó cao cây, cả chiều cao nó rơi khoảng 2m8, 3m cả bầu nhá. 2m8 đến 3m cả bầu, cây cực kỳ đẹp luôn. Ba chạc nhá mọi người nhá. Cây này cây ba chạc này. Cây này cây ba chạc nhá. Tam đa này. Phúc lộc thọ. Chốt cây cực kỳ đẹp luôn này. Đây là chốt của cây mộc nhá. Chốt cây cực kỳ đẹp luôn. Chốt cây đều nhau này. Đều nhau tăm tắp này. 1, 2, 3 chạc. 3 chạc là tượng trưng phúc lộc thọ. Bác nào mà muốn mua một cây mộc hương ta mà thoát cao, mà 3 chạc thì mua cái này cho em. Cái này cực kỳ xinh luôn. Đấy. Em đo thoát thân nhá. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này, 1m2. Cây này thoát thân 1m2 nhé các bác nhé. Thoát thân 1m2, vanh gốc của cây này nó rơi vào khoảng 12 nhá. Thoát thân 1m2, vanh 12. Giá cây này giá lên xe cho các bạn là 2 củ thôi ạ. Giá 2 củ, cây này bao ship đi. 2 củ bao ship nhá. Giá của cây này là 2 củ bao ship này. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn chỉnh màn hình, gửi số điện thoại em Thủy đầu kênh nhé mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Cây này này, còn cây này đẹp này. Cây này cực kỳ đẹp này. Vanh của cây này nó rơi vào khoảng vanh của cây này nó rơi vào khoảng 17 này. Cực kỳ xinh luôn. Tán to, sum dày. Cây này em Thủy bán giá lên xe cho mọi người cũng là 2.3 củ nhá. Cái này là 2.3 củ nha anh Vũ Đăng Khoa nhá. Cái này vanh của nó là vanh 17-18. Vanh 18 thoát thân 70 phân. Tán nó cực kỳ to và sum ạ. Tán của cái này cực kỳ sum luôn. Vanh 18. Tán cực kỳ sum luôn. Vanh 18. Vanh 18 thoát thân vanh 18 thoát thân 70 phân. Giá lên xe của cây này là 2 củ 3 nhá. 2 củ 3. Anh Vũ Đăng Khoa ơi, nếu mà anh mua cái này thì anh inbox vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh nhá. 969162214 với em. Cây cực kỳ to và đẹp luôn. Đâu em xem vừa lẫy. Thợ như em đánh cho khách cây nào nào. Bác nào ưng cái này này, bác nào ưng cái này thì IB cho em này. Cây này là vanh 17-18. Tán của nó tán hay tán của nó cao của cây nó rơi vào khoảng 2m8 và tán của nó con này nó phải hơn mét luôn. Cái này em đo một lần đấy, vanh 18 là đo trên gốc một tí đấy, còn đo mà sát sàn sạt gốc của cây này nó phải vanh tầm 20 luôn.
cực kỳ đẹp luôn nhá. Con này hai chạc chia tay tán cực kỳ đều luôn. Đấy, tán to cho mọi người nhìn này. Thấy không? Tán to sum luôn. Tán rất là dày nhá. Đây các mọi người nhìn này, mẫu giang tay này này, tán nó đúng ở cái phần xòe tán to nhất ấy, nó cũng phải tầm sải tay luôn đấy. Xòe tán to phải tầm sải tay. Và cây này nó rất là tơ cây nhá. Cây cực kỳ đẹp, rất là tơ cây luôn. Trồng những cái cây như này về các bạn yên tâm là nó sẽ rất là nhanh lớn nhá mọi người nhá. Trồng những cây như này về các bạn yên tâm là nó sẽ rất là nhanh lớn. Cái này của em vanh của nó là vanh về 17-18, thoát thân 72cm nhá. Giá cái này em Thủy bán cho mọi người giá là 2,5 củ bao ship. 2,5 củ bao ship, còn 2,3 củ là bao là giá lên xe tại vườn. Ai ưng cái này thì IP và số điện thoại em Thủy đầu kênh nhá.